Mục tiêu còn xa. Gấp cũng không. Your team has destroyed a tower. Ê, chơi game kiểu gì mà. An ally has been defeated. Onslaught. Tôi hỗ trợ 7 mạng em. Để giành được lòng trung thành bí thuật đột kích. Đoàn Vĩ Vi, lai sáng hà chí, mặt cười lộn ruột. Lai từ tối mà. One day, we will take down those at the top. Đăng Khôi, nhận kéo nha. Cố nốt cái giáo hồi sinh anh em ạ. Prudence does not mean cowardice. Thế thằng Ben cút gơ lại cút mẹ mày đi, mày cứ đòi săn tao xong mày... Mày khác team tao, mày có thắng được tao không? Hoàng mày Kim, trở lại đường đua A9. Chị tôi cần đưa ra cái giá tương xứng. An enemy has been defeated. Enemy double kill. You have defeated an enemy. À, lính phàm ha. Cay vãi. Đăng Phu. Thế thằng Ben cút gơ cút đi. Hàng ngày á, nó khác team mình, nó vui được đất đâu. Mẹ cùng team thì mới thua đấy. Trời ơi, mẹ xàm vãi, đầu game cứ solo. Trời thì non. Cái I will stop at nothing. À, lúc cuối combat được rồi kìa. Ngủ dùng tao cái mày ơi. Rose Joy, thôi gái đẹp bớt nóng lại. Thế em ghét cái thằng đó quá mọi người. Hoàng Tiên, hai anh em Hoàng với ADC lại săn mê kìa. Để thằng gấu xanh sớm mãi. Lúc nữa game được chơi đâu, mãi cuối game phun đồ mới được chơi, thua mẹ rồi. Đăng Khôi, thôi không cay. Ben Booker đi ngủ đi Ben. It's your turn to ban. Mày khác team tao mà có thắng được tao đâu. Trần Hữu Việt, lại gặp em rồi. Lo anh Hữu Việt nhá. Opponent's turn to pick. Cay quá. Chị Lai thâu đêm bé ơi. Your team's turn to pick. Bóng xinh, River thâu đêm à chị. Thâu luôn đấy. Đi chọc Bia đi Ben Hunger ạ. To pick. Đi chọc Bia đi Ben Hunger.